Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Lê Cần News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Hai mẹ con suýt bị ô tô đè bẹp khi đang đi bộ trên vỉa hè. Trong lúc đẩy chiếc xe nôi với cô con gái phía trong đi dạo trên vỉa hè, một bà mẹ người Anh đã gặp tai nạn với chiếc ô tô bị mất lái. May mắn là người phụ nữ đã kịp bế đứa con gái 2 tuổi của mình đến nơi an toàn trong vài giây trước khi chiếc xe đẩy của cô bé bị nghiền nát dưới gầm ô tô trong vụ tai nạn thoát tim được camera quan sát ghi lại hôm 16 tháng 12. Các nhân viên cửa hàng gần đó tiết lộ họ đã lao vào giúp đỡ người mẹ và đứa trẻ mới biết đi thoát chết trong vụ va chạm kinh hoàng ở khu Orton, vùng Solihull hạt Westmead, vùng Tây Trung Bộ nước Anh. Đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy, hai mẹ con này đã suýt bị chiếc xe cán chết sau khi một người phụ nữ điều khiển chiếc xe ô tô bị mất lái, rồi đâm vào cột đèn và lật nhào trên vỉa hè ngay nơi hai mẹ con đang đi tới. Chỉ một lúc sau, mọi người mới thừa phào nhẹ nhõm khi thấy người phụ nữ bước ra từ phía sau chiếc xe và ôm theo cô con gái, rồi ngồi xuống ghế bên ngoài một nhà hàng gần đó. Nhân viên từ các cửa hàng gần đó cũng cho biết chiếc xe đầy bị mắc kẹt dưới gầm xe, trong khi cô bé bằng cách nào đó đã trốn thoát. Họ cũng cho biết nữ tài xế đã bị văng ra khỏi xe do va chạm nhưng cô ấy chỉ bị những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Một nhân viên giấu tên tại một cửa hàng địa phương cho biết một nhân viên của cửa hàng chúng tôi đã giúp đỡ tài xế, mặt cô ấy chảy máu. Khi màn đêm buông xuống ở tỉnh Cam Túc, những người dân không còn nơi trú ẩn sau trận động đất kinh hoàng nhất trong nhiều năm ở Trung Quốc phải đối mặt với một nguy hiểm khác, đó là cái rét cắt da, cắt thịt. Trận động đất xảy ra vào đêm thứ Hai, ngày 18 tháng 12, đã giết chết ít nhất 127 người, hầu hết ở tỉnh vùng núi và vẫn còn nghèo khó cam túc, và bị thương hàng trăm người khác. Gần tâm Chấn ở Dehichia, một thị trấn hẻo lánh ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, một phụ nữ mang thai Hồi giáo đội khăn trùm đầu màu đen, nói rằng đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh như vậy. Ở đây thường không có động đất. Ngay cả những người lớn tuổi cũng cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự trước đây. Cô nói và cho biết thêm rằng mình vô cùng hoảng loạn khi mặt đất trung chuyển và ôm lấy hai đứa con chạy trốn trong màn đêm băng giá. Nhiều tòa nhà ở Dehijia đã hoàn toàn bị sập và một số nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn. Hiện người dân địa phương đang phải đốt củi để xua đi cái lạnh. Tại quảng trường thị trấn, các tình nguyện viên hối hả dựng liều cho lực lượng cứu hộ. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã được điều động hôm thứ Ba để tìm kiếm trong đống đổ nát và giúp đỡ những người sống sót. Nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng tôi là chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng vì nhiệt độ tối nay sẽ lên đến âm 17 độ C, một nữ tình nguyện viên nói. Họ đang thành lập căn cứ để những người cứu hộ có thể tập trung vào việc giúp đỡ mọi người. Nhiều người không có nước, không có điện, cô nói. Cách xa quảng trường, điện trong thị trấn dường như bị cắt, đường phố tối ôm. Tòa án tối cao bang Colorado cho rằng cựu tổng thống Trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này. Theo phán quyết của Tòa án Tối cao bang Colorado ngày 19 tháng 12, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống năm 2024 ở bang này vì những hành động của ông xung quanh cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Đa số thẩm phán cho rằng, ông Donald Trump không đủ tư cách để giữ vị trí tổng thống theo mục 3, tu chính án thứ 14, của Hiến pháp Mỹ. Do đó, nếu Tổng thư ký bang Colorado ghi tên ông Trump lên phiếu bầu sơ bộ, thì đây sẽ là hành động phạm luật, Tòa án Tối cao bang Colorado cho biết trong phán quyết ngày 19 tháng 12. Phía ông Trump có thể kháng cáo, với hạn chót là ngày 4 tháng 1 năm 2024. Phán quyết trên khiến ông Trump trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ, bị coi là không đủ tư cách vào Nhà Trắng, theo một điều khoản hiếm khi được kích hoạt trong Hiến pháp Mỹ. Ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado, đại diện chiến tranh cử của ông Trump đã gọi phán quyết trên là thiếu sót và phi dân chủ và cho biết sẽ kháng cáo. Tòa án Tối cao Colorado đã đưa ra một quyết định hoàn toàn sai lầm vào tối nay và chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, đồng thời yêu cầu hoãn lại quyết định phi dân chủ này, một phát ngôn viên của chiến dịch Trump cho biết. Tuy nhiên, phán quyết này chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào ngày 5 tháng 3 tại Colorado, nhưng có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến tư cách của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc ngày mùng 5 tháng 11. Colorado được một số nhà dự báo bầu cử trung lập của Mỹ coi là bang an toàn của Đảng dân chủ. Điều này có nghĩa là tổng thống Joe Biden có thể sẽ thắng ở bang này bất kể số phận pháp lý của ông Trump. Kính thưa quý vị, 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine trong đó đáng chú ý là chuyến thăm Belarus của Tổng thống Putin và việc Nga tuyên bố bắn hạ 4 tên lửa do Mỹ sản xuất phóng vào khu vực biên giới Belarus Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 12 tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 4 tên lửa chống radar do Mỹ sản xuất tại một khu vực biên giới ở phía tây giáp với Ukraine Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra tuyên bố này kể từ khi Moscow phát động cuộc chiến tại Ukraine Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, bốn tên lửa chống radar AGM-88 do Mỹ sản xuất đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Belgorod. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19 tháng 12 cho rằng, chính sách nguy hiểm và thiển cận của Mỹ đã đặt nước này bên bờ vực xung đột trực tiếp với Nga. Tuyên bố này nhằm đáp trả tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuần trước cho rằng, Chính Nga đã khiến quan hệ hai bên không ổn định và khó lường. Bà Zakharova nói thêm rằng, Moscow đã rất nỗ lực để làm cho mối quan hệ với Mỹ trở nên ổn định và có thể dự đoán được, ngay cả khi Washington gây leo thang căng thẳng. Khao khát của Mỹ mong muốn duy trì quyền bá chủ bằng mọi giá và việc nước này không sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại nghiêm túc về đảm bảo an ninh đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Chuyển sang một tin tức khác. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Minsk trong chuyến thăm hôm 19 tháng 12 để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đàm phán mở rộng đạt kết quả tốt, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực của nhà nước liên minh, trong đó có việc thành lập không gian phòng thủ chung cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận chi tiết về các vấn đề hình thành không gian phòng thủ chung và đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh, cũng như hợp tác trong khuôn khổ tổ chức hiệp ước an ninh tập thể. Trong một diễn biến khác có liên quan, Belarus tuyên bố đã triển khai hệ thống F-400 và Iskander của Nga trên lãnh thổ. Hôm nay chúng tôi đã triển khai các hệ thống F-400 và quan trọng hơn cả là hệ thống Iskander mà Nga đã chuyển cho chúng tôi như đã cam kết cách đây 6 tháng, Tổng thống Belarus Lukashenko nói sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Lukashenko cũng cảm ơn Tổng thống Nga vì đã thấu hiểu lẫn nhau, ủng hộ nhau trong tất cả các vấn đề cũng như đưa ra các quyết định cần thiết. Trở lại với tin tức chiến sự Ukraine. Trong bản tin hàng ngày cập nhật tình hình chiến sự quân sự đặc biệt Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine gần Kupiansk trong ngày 19 tháng 12. Cụ thể, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây đã sử dụng không quân, hỏa lực pháo binh và hệ thống phun lửa hạng nặng để đẩy lùi 10 cuộc tấn công của các nhóm chiến đấu của Lữ đoàn Cơ giới số 21 và 115, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 95 của Ukraine gần khu vực Sinkovka, Limanbevi và Penny ở tỉnh Kharkov. Thị trấn Avdiivka tiếp tục nóng bỏng vì giao tranh Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo, quân đội Nga tấn công bằng bộ binh và thiết giáp ở năm khu vực, trong đó thành phố Avdiivka là tâm điểm. Các nguồn tin của Nga và Ukraine đều báo cáo các hướng tiếp cận thành phố Avdiivka tại vùng Donbass, nơi diễn ra các trận giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công vào khu vực này từ đầu tháng 10, vẫn là điểm nóng lớn nhất những ngày gần đây. Howdy, tiếp tục tấn công tàu bất chấp lực lượng đặc nhiệm Mỹ lập ở biển đỏ. Ngày 19 tháng 12, lực lượng Vũ trang Haudi ở Yemen, do Iran hậu thuẫn cho biết, nhóm sẽ không dừng việc tấn công vào tàu thuyền di chuyển ở biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với Gaza, bất chấp lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia mà Mỹ vừa công bố thành lập để bảo vệ tàu thuyền đi lại ở khu vực này. Theo hãng tin AFP, ngay cả khi Mỹ thành công trong việc huy động toàn thế giới, các hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ không dừng lại bất kể chúng tôi phải trả giá bằng những hy sinh gì. Một nhân vật cấp cao của Howdy tên là Mohamed Ol Bakhati viết trên X. Người phát ngôn của Howdy tên là Mohamed Adun Salam cho rằng liên minh do Mỹ thành lập nhằm bảo vệ Israel và quân sự hóa vùng biển, đồng thời nói thêm rằng bất cứ ai tìm cách mở rộng xung đột đều phải gánh chịu hậu quả của những hành động đó. Trước đó, hôm 18 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập liên minh 10 quốc gia trong đó có anh Pháp và Ý nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Haudi nhằm vào tàu bè đi qua Biển Đỏ. Ông Austin cho biết, lực lượng này sẽ hoạt động với mục tiêu đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia và tăng cường an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Lực lượng Haudi ở Yemen đã mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ, nhằm gây áp lực lên Israel và thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine. Hôm 18 tháng 12, Houthi tuyên bố nhóm đã tấn công hai tàu trên tuyến đường vận chuyển quan trọng giữa châu Á và châu Âu này, bao gồm tàu Swan Atlantic thuộc sở hữu của Na Uy. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cũng cho biết, gần như cùng lúc đó, tàu chở hàng MV Clara báo cáo về một vụ nổ ở vùng biển gần vị trí của tàu này. Ngoại trưởng các nước G7 lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đại nhất của Triều Tiên là hành động liều lĩnh kêu gọi quốc tế có phản ứng cứng rắn. Ngày 19 tháng 12, Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố, những hành động liều lĩnh lặp lại của Triều Tiên cần phải đối mặt với một phản ứng mạnh mẽ, thống nhất và nhanh chóng từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. G7 là nhóm nước công nghiệp phát triển gồm Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy. G7 ra tuyên bố sau khi Triều Tiên cùng ngày thông báo đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM dùng nhiên liệu rắn hoa song 18 trong vụ phóng ngày 18 tháng 12 nhằm phát cảnh báo mạnh mẽ đến lực lượng thù địch. Đây là lần thứ ba Triều Tiên thử thành công tên lửa hoa song 18 sử dụng nhiên liệu rắn sau các lần thử thành công hồi tháng 4 và tháng 7. Giới chuyên gia ước tính loại tên lửa này có tầm bắn hơn 15.000 km nếu được phóng theo góc tối ưu đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trước đó đều lên án Triều Tiên gây bất ổn khu vực, vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an. Ba quốc gia này hôm nay đã kích hoạt hoàn toàn hệ thống phát hiện và đánh giá các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực và tuyên bố sẽ triển khai thêm diễn tập quân sự ba bên. Triều Tiên trước đó chỉ trích hệ thống chia sẻ dữ liệu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là động thái quân sự cực kỳ nguy hiểm với mục đích rõ ràng là đẩy tình hình chính trị khu vực vào một cuộc đối đầu đáng sợ hơn. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ. Dự án xuyên biển gần 7 tỷ đô làm trong nháy mắt Ngay cả ở một vùng đất nổi tiếng với cơ sở hạ tầng khổng lồ, dự án phá kỷ lục toàn cầu này vẫn là thứ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người với chiều dài 24 km, rộng 8 làn xe, có các hòn đảo nhân tạo và một đường hầm dưới biển, cây cầu Thâm Quyến Trung Sơn trị giá 6,7 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc là dự án nhiều tham vọng. Trước sự xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện truyền thông trong nước, những người xây dựng cây cầu gần đây đã lập kỷ lục thế giới mới, khi trải nhựa đường cho hơn 22.600 m2, tương đương với hơn 50 sân bóng rổ, chỉ trong một ngày duy nhất. Đối với một số nhà quan sát, việc xây dựng những cây cầu khổng lồ như vậy là minh chứng cho tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế, cũng như những vấn đề nước này gặp phải khi hiện thực hóa chúng. Khi cầu thâm quyến Trung Sơn thông xe vào năm tới sau 8 năm xây dựng, nó sẽ tạo thành một trung tâm trong kế hoạch tổng thể của Trung Quốc nhằm phát triển khu vực vịnh lớn, một trong những khu đô thị lớn nhất và đông dân nhất thế giới, trở thành trung tâm kinh tế và công nghệ, có thể sánh ngang với San Francisco, New York hay Tokyo. Đó là một tham vọng, giống như những cây cầu được xây có quy mô rất lớn. Khu vực Vịnh Lớn là nơi sinh sống của 68 triệu người, có diện tích 21.800 dặm vuông với 11 thành phố, Hồng Kông, Macau và 9 thành phố khác bao gồm Trung Sơn và Thâm Quyến. Chỉ riêng Thâm Quyến đã là nơi sinh sống của hơn 12 triệu người, chưa kể đến hàng loạt công ty trị giá hàng tỷ đô la. Như nhà sản xuất máy bay không người lái DGE, công ty truyền thông xã hội Tencent đã giúp nơi này có biệt danh là thung lũng silicon của Trung Quốc. Với thiết kế thông minh, Trung tâm chỉ huy khẩn cấp của tuyến đường kết nối Thâm Quyến Trung Sơn có thể triển khai ngay hoạt động cứu hộ khẩn cấp chỉ với một nút bấm sau khi nhận được thông tin. Đường hầm còn trang bị 83 cửa thoát hiểm và một lượng lớn cảm biến, cung cấp sự bảo vệ tối đa cho hành khách. Dự kiến, tuyến đường kết nối Thâm Quyến Trung Sơn sẽ được thông xe vào tháng 6 năm 2024, giúp thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ 2 giờ xuống còn khoảng 30 phút. nga quân nato trực tiếp tham gia xung đột ở ukraine bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cáo buộc binh sĩ phương tây đang vận hành một số hệ thống vũ khí nhất định và hàng trăm vệ tinh của khối quân sự do mỹ dẫn đầu cung cấp dữ liệu giám sát cho kiev các thành viên của nato đang trực tiếp vận hành các hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo chiến thuật và nhiều hệ thống tên lửa phóng ở ukraine ông sergei shoigu nói trích dẫn các đoạn thu sóng vô tuyến có sự góp mặt của những người nói tiếng anh và tiếng ba lan trên chiến trường theo bộ trưởng quốc phòng nga các sĩ quan phương tây cũng đang đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị cho các hoạt động quân sự của ukraine cũng như huấn luyện quân đội cả ở nước họ và ukraine các quan chức nga nhiều lần cảnh báo sự tham gia ngày càng sâu rộng của phương tây vào xung đột sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa nato và moskva Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố hơn 5.000 chiến binh nước ngoài đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Trong đó có 1.427 công dân Ba Lan, 466 công dân Mỹ và 344 công dân Anh. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 383.000 quân nhân. Trong đó có 14.000 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, 553 máy bay chiến đấu và 259 máy bay trực thăng. 8.500 khẩu pháo và hệ thống tên lửa phóng loạt bị phá hủy, ông Sergei Shoigu nói thêm. Bản tin thời sự quốc tế của Lê Cần news xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.